nay thì ông chồng sẽ ăn một hộp cơm này, dạ, một lọ nước, củ cửa đường, củ cửa chén, cà rốt và cái cần tây nha mọi người. Mình sẽ đi nồm thôi mọi người ơi. Chào mọi người. Trời ơi, ngủ giờ mới dậy luôn á. Vừa mồng về sáng rồi. Mình sẽ đi nấu cơm nhé. Nấu cơm để đem cơm cho chồng đi làm á. Đây là gạo nhặt một bao như thế này là 5 kg, cứ ăn hết bao này thì chồng đem về bao khác. Lúc trước thì mình mua gạo của Thái Lan á, Jasmine của Thái Lan kìa. À, gạo ở trước bên của Thái Lan thì nó hơi cứng, ông chồng mình nó ăn ông không quen á, ông chê. Sau đó thì ông mới đem gạo Nhật về, đỡ tốn tiền mua gạo nhé. Giờ sẽ khoan gạo nhé. Đây là gạo mình vừa vo xong nha mọi người. Thì mình dùng hơi cấp á. Thì hôm nay thì mình sẽ nấu cơm cùng với trứng nha. Mình cho vào ba cái trứng nè, trứng gà. Thì luôn luôn nấu những cái món mà nó tiện lợi, nó dễ ăn cho ông chồng mình nhé. Chứ nấu mà phức tạp quá là ổng không có thời gian để ông ăn gì á, vừa lồn vừa ăn thì nó cũng hơi vất vả. Cho nên mình sẽ chọn nấu theo những cái cách mà nó gọn gọn, nó dễ ăn nhất cho ổng luôn á. Nên là mình sẽ hôm nay mình sẽ nấu cơm với trứng nhé. Mình dùng qua cái trứng rồi. Mình sẽ cho nước vào nhé. Thì cũng cho nước vào nó đúng theo cái lượng nước mà bình thường mình nấu cơm thôi. Ví dụ như hơi cấp thì nó ở cái vạch hơi này, thì mình sẽ cho nước vào nhé. Mình nấu như chế độ nấu cơm bình thường thôi nhé. Chẳng qua là hôm nay mình cho trứng vào, không có gì khó hết. Đây là cái phần thức ăn rau củ á, mình sẽ làm ăn cùng với lại cơm nha. Còn có cà rốt nè, đậu nè, thịt heo bằm nha, dạ, bắp, chảo nóng nè, cho vào tí dầu ăn nha. Thơm mùi tỏi. Trong quá trình nấu cơm á, mình sẽ nấu luôn luôn thức ăn á, rồi mình xay nước. Thì sau khi mình nấu thức ăn xong, có được mình xay nước xong thì cơm mới chín được chưa. Chứ vì mình ngủ dậy tới 11 giờ mới dậy, nên là nếu như mình nấu chờ nó cơm chín rồi mới nấu thức ăn, mới xay nước á, là đi làm trễ nha. Tại vì 12 giờ mình đi làm mà chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, nên là vừa bát cơm lên là phải đi nấu thức ăn rồi xay nước luôn,
để cho nó nguội rồi bới vô hộp đại lại cho nó của bị bọng nước không cây cái gì á, cái xương á. Chứ còn mà bé cơm lên rồi lên giường làm lợ rồi cái chờ cơm chín đâu có đi nấu ăn là không kịp nha mọi người. Lồn là chặt vật á, lặt chặt lặt chặt. Cho cà rốt lên nó mềm nhé. Đảo rồi cho cái đảo này cũng cứng cho mềm nữa. Đây là một cái bát mình tách hột ra đó. Mình lấy cái cùi thì nó nước phở rồi, còn cái hồ thì mình sẽ đồn để ăn cơm. Giờ mình sẽ nêm cái gia vị nha. Gia vị thì mình đem đi nhặt ra mọi người. Đây là gì riêng nhé. Sake. Chút kim chi nữa, kim chi sốt, nước sốt kim chi. Mình nêm kim chi thì mình không có nêm cái nước mắm hoặc là xì dầu nữa nhé. Kim chi nó đủ độ mặn rồi. Vậy rồi xào cho nó chín, để đây cho nó chín là được nha. Cứ dậy sau đó cho đậu bắp với lại cà rốt nó chín, nó thấm gia vị là được. Cơm đã chín rồi đây. Xới cơm lại nha. Bây giờ mình nấu cơm lên nè. Cái gạo Nhật này nó nấu một mình nó thì ngon nha, mà nấu cùng với lại con bu hoặc là trứng hoặc là rau củ mà cho tương xì hào vô nấu là nó hơi bị cứng cái hột gạo nha. Thì cái này hôm nay mình nấu thử với lại trứng này thì cái cơm nó cũng hơi bị cứng lại nha. Cơm nó có phần trứng nhìn nó giòn ngon không, màu giòn của trứng nha mọi người, không có dùng nghệ đó. Qua cái trứng này nó ra là có màu giòn đi đây. Đây là cái phần nhân mình đã nấu xong để cho nó nguội nha mọi người. Chứ bây giờ mình sẽ cho lên cơm luôn nhé. Cái hộp cơm này như vậy thì nó rất chi là tiện luôn á. Ông chồng mình ổng vừa lồn ổng vừa ăn, có muỗng nữa, vẫn có tô ra để chỗ bò giờ làm việc, giờ xúc cơm ăn. Đem cơm hộp cho ổng là phải tính đến cái con đường mà tiện lợi cho ổng để ổng ăn nha.
chứ mà phức tột ví dụ như thịt mà sườn có xương hoặc là có mà có xương thì là không được nhé. Là ổng không có ăn, ổng bỏ là thấy ổng ăn cơm còn ổng bỏ có bỏ thịt có những cái thứ mà có xương á, ông bảo là không có thời gian để gỡ xương, lằn xương mệt lắm, nên ăn nhanh đi lồn mà đi về cho rồi, công việc nhiều. Rồi như vậy là xong cơm hộp, mong cho chồng đi lồn cho mọi người. Đây là hộp cơm trứng nè, à, ăn cùng với là rau củ xào nhé, mình mới vừa lồn xong đây. Bây giờ sẽ để nắp lửa và mang tới công ty cho ông chồng ăn khuya nhé. Nếu mọi người thích thì vào bếp cùng lồn với mình nha, ăn thử để xem sao nha, mà mình nghĩ là nó ngon nhé, tại vì mình ăn có phần nhân rồi, nó ngon, nó vừa miệng. Cơm thì có trứng kìa, nó cái hộp cơm nó vòn, nó ngon lắm, thì mình thì cũng được nha mọi người.